Thưa quý vị, thưa các bạn, sau 3 năm thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, tỉnh Tuyên Quang hiện có 128 sản phẩm được đánh giá, phân hạng, gắn sao. Trong đó có 33 sản phẩm đạt 4 sao và 95 sản phẩm đạt 3 sao cấp tỉnh. Các sản phẩm OCOP không chỉ mở ra cơ hội phát triển nông nghiệp địa phương, mà còn giúp phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng gia tăng giá trị nông sản. Là hợp tác xã có nhiều sản phẩm đạt sao OCOP nhất với 7 sản phẩm, trong năm vừa qua, hợp tác xã này đã nỗ lực nâng cao chất lượng, thay đổi bao bì sản phẩm để đưa ra thị trường những sản phẩm tốt nhất. Chủ động trong cách nghĩ, cách làm, chinh phục được thị trường nước ngoài đang là mục tiêu lớn nhất mà hợp tác xã hướng tới. Sau khi mà chúng tôi đã được cấp cái chứng nhận OCOP mà đạt cái 3 sao và những cái sản phẩm đạt 4 sao thì bán so với lại trước kia thì cũng cái lượng tăng rất là nhiều và cũng bán tốt hơn. Tại huyện Yên Sơn, việc chú trọng phát triển các sản phẩm đặc trưng, thương hiệu riêng, góp phần mở rộng thị trường và tạo đà cho ngành nông nghiệp phát triển bền vững. Ngoài đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, huyện đã tập trung hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP gắn với tiêu chí phát triển sản xuất trong xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại. Đến nay, huyện Yên Sơn đã xây dựng được 26 sản phẩm OCOP, qua đó góp phần gia tăng giá trị các sản phẩm nông nghiệp, nâng cao thương hiệu các đặc sản của địa phương. Huyện cũng phải tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân để tổ chức cái việc mà xúc tiến thương mại, hoặc là giới thiệu sản phẩm hàng hóa trên các ví dụ hội chợ của tỉnh, hội chợ của huyện, hoặc là tham gia các gian hàng triển lãm của Bộ Công Thương để quảng bá cái sản phẩm này để người dân trong huyện, trong tỉnh cũng như cả nước biết đến cái sản phẩm OCOP của huyện. Đây là cửa hàng đầu tiên được ngành công thương hỗ trợ xây dựng nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm chủ lực, đặc sản, sản phẩm OCOP của tỉnh đến đông đảo người tiêu dùng. Đến nay, trung bình mỗi ngày, hơn 300 sản phẩm OCOP, nông sản an toàn của bà con được đưa ra thị trường. Cửa hàng đã nhận sự hỗ trợ trực tiếp từ Sở Công Thương về những cái chính sách hỗ trợ quảng bá để bán hàng, kết nối những cái sản phẩm ra những cái tỉnh khác và nhận sự hỗ trợ quảng bá từ biển hiệu, rồi cách trưng bày sản phẩm, sắp xếp gian hàng làm sao cho hợp lý và bắt mắt. Và khi mà khách hàng đến cửa hàng, người ta có thể nhận diện sản phẩm của từng vùng miền theo từng ô gian nhất định. Đẩy mạnh việc quảng bá, xúc tiến các sản phẩm OCOP, Sở Công Thương đã tăng cường công tác xúc tiến thương mại, tăng cường trao đổi, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm tại hội chợ thương mại các tỉnh, thành, phấn đấu mỗi huyện xây dựng được điểm bán hàng và trưng bày các sản phẩm, nhất là việc đưa sản phẩm vào hệ thống bán lẻ hiện đại như siêu thị, các cửa hàng bán lẻ lớn trong và ngoài tỉnh. Sở Công Thương cũng đã xây dựng cái kế hoạch để thực hiện tạo điều kiện đầu ra cho các sản phẩm OCOP từ nay đến 2025. Sẽ tổ chức xây dựng một số cái điểm bán hàng OCOP tại các huyện, thành phố, tổ chức mang cái hàng hóa của sản phẩm của Tuyên Quang đi tham gia các hội chợ OCOP của các tỉnh, thành phố, đặc biệt là các tỉnh miền núi phía Bắc này. Mỗi năm sẽ tổ chức một hội chợ OCOP gắn với lại hội chợ thương mại. Sở Công Thương cũng sẽ tiếp tục làm việc với lại các cái nhà phân phối lớn có cái hợp đồng kênh tiêu thụ nó ổn định đối với các sản phẩm mà có số lượng lớn, ổn định và có cái chất lượng đảm bảo lâu dài. Để các sản phẩm OCOP của tỉnh ngày một vươn xa, Sở Công Thương Tuyên Quang thường xuyên thông tin tuyên truyền, đưa các doanh nghiệp tham gia các hội chợ, triển lãm, sự kiện, hội nghị xúc tiến thương mại tại các tỉnh, thành phố lớn nhằm giới thiệu, quảng bá, kết nối giao thương các sản phẩm OCOP của tỉnh vào các hệ thống siêu thị, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, các sàn giao dịch thương mại điện tử, các kênh bán hàng online để người tiêu dùng trong nước và quốc tế nhận diện thương hiệu, liên kết tiêu thụ sản phẩm. Ngành nông nghiệp thì cũng đã tích cực hướng dẫn, giúp đỡ các chủ thể phát huy cái nội lực tại địa phương để tổ chức sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo cái chuỗi giá trị. Ngành cũng đã kết nối và hỗ trợ các chủ thể OCOP tham gia các hội thảo để kết nối cung cầu, các diễn đàn tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm OCOP, đưa những cái sản phẩm OCOP của Tuyên Quang ấy tham gia các chương trình hội chợ, các hoạt động xúc tiến thương mại có uy tín trên toàn quốc, trọng tâm là ở thị trường Hà Nội. Qua đó thì nhiều chủ thể đã ký kết được những cái hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với các siêu thị đại lý và các nhà phân phối lớn ở tại thị trường Hà Nội. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm đã và đang mở ra cơ hội phát triển cho nhiều sản phẩm nông nghiệp, nông thôn của tỉnh. Nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 với những chính sách hỗ trợ cụ thể sẽ là đòn bẩy quan trọng trong phát triển nông nghiệp hàng hóa của Tuyên Quang theo hướng bền vững, trong đó có các sản phẩm OCOP.